Chú Mười, chú Mười ơi, tao chia buồn với mày. Chắc phải đem chú vô chùa sau khi quả thiêu. Mày về đi. Mày bây giờ hạnh phúc quá rồi Sơn à. Tại sao mày hạnh phúc quá vậy? Còn tao thì mất tất cả rồi. Sao ai cũng bỏ tao đi vậy? Sao ba bỏ con đi vậy ba? Hả? Sao ba bỏ con đi vậy? Ba ơi, dù sao tao với mày cũng là bạn cùng quê, và chú Mười cũng như cha của tao. Tao sẽ phụ mày lo đám tang cho chú Mười. Tao không cần lòng thương hại của mày. Mày đi về đi. Tao muốn ở một mình với ba tao. Sao mày nhẫn tâm quá vậy? Chú Mười, chú đâu có bị tâm thần. Mày nói chú đi lên Long Thành chơi với bà con mà, sao mày lại nhẫn tâm đưa ba mày vào đây hả? Mày không còn là con người sao Vũ? Hả Vũ? Mày đừng có nói nữa. Đây là chuyện của tao, chuyện của tao mà, để tao lo. Mày đừng có lải nhải nữa. Mày làm ơn đi, mày hãy để cho ba tao với tao được yên đi. Mày về đi Sơn. Hay là bây giờ mày cầm dao mày giết tao đi cho mày vừa lòng hả Sơn? Anh Vũ, anh bình tĩnh lại đã. Anh à, anh để cho anh Vũ một mình để anh bình tâm lại đi anh. Hai người đừng có gây nhau nữa. Anh Vũ, em xin chia buồn cùng anh. Mình về thôi anh. Ba ơi, con không có muốn vậy đâu ba. Con xin lỗi ba, con không có muốn như vậy. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Chết trong đời con à. Ba, ba. Và ngay cả con cũng vậy. Cái số của ba chết, không thấy được mặt đứa con trai của mình. Mỗi người một số phận. Ba không ngờ cái kết của cuộc đời ba lại là như vậy. Con có biết được? Con không biết. Kết cục ngày mai của con ra sao không Vũ? Hả Vũ? Con nói đi. Con có biết không Vũ? Nói đi. Biết không? Hả? Ba ơi, ba, hãy tha lỗi cho con đi ba. Con không có muốn như vậy nữa ba. 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 Ba, ba, con, ba ơi, tôi không muốn gì vậy đâu ba. Ba ơi, ba chết rồi. Ba đừng có ám tôi với ba. Ba, tôi xin ba đó. Ba đừng có ám tôi nha. Tôi không phải là người hại ba đâu ba. Ba, ba. Thằng Vũ á là cái thằng khốn nạn.
Sao tự nhiên nó lại đưa chú Mười vô bệnh viện tâm thần chứ? Nhưng mà chú Mười á đâu có bị bệnh tâm thần đâu. Chú Mười chỉ có nóng tính hay là lỗi thôi. Bác sĩ có dặn á, bệnh mạch máu não của chú Mười á là không có suy nghĩ nhiều, không có được thức đêm, tránh việc gây xúc động mạnh cho chú nữa. Tội nghiệp cho chú Mười quá. Mẫu có sao không vậy? Em bị sao vậy? Em sao vậy? Có sao không con? Có sao không em? Mẫu có sao? Thôi em sao vậy? Thấy trong người sao? Sao vậy mẫu? Nè 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 Sơn, dạ, đưa nó qua bác sĩ cho người ta khám đi con. Để đưa em vô khám. Đi đi. Dạ. Con đi nghe má. Đi đi. Đi lẹ lẹ đi em. Má ơi, sao con Thơm á, nó bị ói giống như là bị ngén vậy má? Má cũng nghi vậy đó. Dạ. Anh chị đừng quá lo lắng, vợ của anh không có bị sao hết. Theo kết quả siêu âm này á, là cô ấy đang có thai, và cái thai này rất là khỏe. Xin chúc mừng anh chị. Dạ, dạ tôi có thai. Dạ đúng. Dạ tôi có thai thì sao? Thiệt. Thơm, anh có con. Tôi có con rồi. Anh được làm cha rồi. Cảm ơn bác sĩ. Nè, để em làm cho. Em ngồi đó, để anh làm. Ở dưới quê có gì mà anh không làm đâu. Từ đây về sau, anh sẽ phục vụ cho em và con thật chu đáo. Cẩn thận anh. Rồi. À, dạ. Anh hỏi bác sĩ rồi, mấy cái món này rất tốt cho em và con của mình đó. Em ăn nhiều vô nha. Nè, ăn thử coi hôm nay ông xã của em nấu có ngon không. Công tình anh nấu từ trưa tới giờ, tất nhiên là phải ngon rồi. Mà ngon nhất á là ở tấm lòng của anh á. Anh làm cho em thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc không? Ăn thêm một miếng nữa. Anh muốn có một cuộc sống thật bình thường, bên em và con, bên chị ba lành, bên má và bên các cháu. Chỉ cần em hạnh phúc ngày nào là anh vui ngày đó. Anh được chăm lo cho em ngày nào là ông trời thương anh lắm rồi. Nè, anh ăn đi. Chỉ cần có câu nói này của anh là em vui lắm rồi. Khổ cực bao nhiêu em cũng chịu hết. Anh đừng vì ham tiền, đừng vì quá khứ lôi kéo mà anh bước chân lại vào chốn giang hồ. Nguy hiểm lắm đó anh. Và không biết được tương lai gia đình mình sẽ về đâu hết. Còn em, em không cần gì khác nữa đâu. Sau này anh sẽ đưa cả nhà mình đến một nơi nào khác để lập nghiệp. Anh muốn cách xa thế giới giang hồ Sài Gòn, và anh sẽ làm lại từ đầu. Nè, ăn nhiều vô đi. Ăn cho nhiều rau nè. Ăn thêm thịt bò nữa nè. Bây giờ em ăn không phải ăn riêng cho em, mà ăn cho con của mình nữa đó. Em cảm ơn ông trời đã thương em, cho anh làm chồng của em. Em đúng là rất may mắn mới có anh bên cạnh như vậy. Nếu vậy ăn nhiều vô đi. Nè, cho em ăn hết thịt bò luôn đó. Rồi sẽ có một ngày anh có thể không về nữa, không được chăm lo cho em, và không được chăm lo cho con của chúng ta. Khi đó em sẽ hận anh. Anh hối hận với tất cả những điều mình đã làm. Khi nhận ra thì sự nguy hiểm đã cận kề, không kịp sửa sai nữa rồi. Những cái sai sẽ sửa được, nhưng những cái sai của anh không bao giờ sửa được. Anh sắp từ giã em và từ giã cái gia đình này. Anh sao vậy? Anh ăn đi. Không có gì, anh bị mắc nghẹn. Theo tình hình mà thời gian qua thì những bằng chứng cho thấy Bảy Đá có thể là người đầu sỏ trong các phi vụ làm ăn của mình. Đàn em của hắn rất là đông, nhưng ẩn mình kỹ trong các khu trọ mà chính tay chân của Bảy Đá đã nuôi. Và chủ yếu
Chúng làm công nhân ở xưởng gỗ dưới sự quản lý của Hổ và Lửa. Chắc chắn đây không phải là những mối quan hệ bình thường. Những tên này đều là những tay anh chị trong giang hồ, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng để chúng ta bắt được bọn chúng. Chúng dùng tay chân người khác để thực hiện hành vi phạm pháp của mình. Những tên này làm việc rất là cẩn trọng và có lên kế hoạch trước, kể cả những việc xóa đi dấu vết để qua mặt cơ quan điều tra. Đúng vậy. Trong khi đó, những vụ cướp của giả mang vẫn liên tục xảy ra, nhưng vẫn không tìm ra được manh mối, vì đã được thực hiện một cách nhanh chóng và có tính toán, không có ai phát hiện được. Chỉ cùng một kiểu chặn đường, chém trước rồi cướp sau. Và tất cả nhận dạng của nạn nhân cung cấp thì có chiều cao và nhân dạng giống tên Vũ trong nhóm Bảy Đá. Tên của hắn là Trần Văn Vũ, bạn cùng quê của Sơn Khóa, như tôi đã từng trình bày. Đặc biệt là sau nhiều ngày chúng tôi quan sát thì Vũ thuận cả hai tay, nhưng mà sử dụng tay trái nhiều hơn. Tài Miếu Nổi bị thương nặng là do cú đập mạnh của một người thuận tay trái. Kẻ cắt cổ nạn nhân ở Hóc Môn cũng là người thuận tay trái. Vũ ở trong khách sạn với một cô gái tên Lam, từng là gái bán hoa, nhưng mấy hôm nay không thấy cô ta đâu. Vũ được Bảy Đá cho về chỗ A Lũ tá túc. Theo phán đoán của tôi là có ý đồ. Chúng không đăng ký tạm trú nên chúng ta không thu thập được thông tin chính xác những kẻ nhập cư. Vấn đề là xưởng gỗ mà Sơn Khóa ở trước kia và nhà trọ của ông Chính đều nằm trong tay của Bảy Đá. Chắc chắn đây là một tổ chức rộng lớn, chúng ta cần phải theo dõi nhiều hơn. Dạ. Dạ, báo cáo trung tá, có thông tin khẩn từ lãnh đạo ạ. Cảm ơn đồng chí. Dạ. Lãnh đạo đã có thông tin khẩn. Bên công an nước bạn Campuchia vừa mới bắt được một đường dây buôn lậu và đã gửi cho chúng ta thông tin. Ông Trần Văn Trọng, nguyên là trưởng ban bộ phận xét duyệt kiểm tra cửa khẩu, có bằng chứng buôn lậu. Vào đêm 20 tháng 9 có đem về 100 bánh heroin, nhưng bị mafia liên kẹt cho bọn đàn em cướp đi. Chúng ta đã được lệnh phối hợp chặt chẽ với công an địa phương, bắt ngay ông Trọng về cơ quan điều tra, không để ông ta kịp thời có thời gian tẩu thoát. Yêu cầu anh đứng lại. Đây là nhà của tôi, có chuyện gì vậy mấy anh? Ba, cái gì vậy ba? Cho hỏi anh là ai? Nó là Quấn, con trai của tôi. Đây là lệnh khám xét và lệnh bắt khẩn cấp. Ba tôi tội gì trong lệnh bắt? Tại sao mấy anh lại bắt tôi? Anh đọc đi. Quấn à, con đừng cản trở mấy công an đang làm nhiệm vụ. Ba là kẻ có tội, tội của ba nặng lắm. Tội đã buôn lậu đá quý qua biên giới. Ba đã vận chuyển heroin đó con à. Bà nói cái gì? Ba vận chuyển heroin hả? Trời ơi, vận chuyển heroin là tử hình đó ba biết không? Ba anh đã ký vào biên bản rồi. Tạm thời cơ quan pháp luật sẽ niêm phong nhà của anh và tất cả những thứ liên quan đến ba anh để phục vụ cho công tác điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, anh cũng phải có trách nhiệm cung cấp tất cả những thứ liên quan đến ba anh để chúng tôi điều tra. Đây là vụ án hết sức phức tạp, mong anh hãy hợp tác. Các đồng chí, cộng tay nghi phạm và đưa đi. Rõ. Ba làm cái gì vậy ba? Thu à, má này con. Mở cửa cho má đi con. Dạ. Dạ má. Ừ. Nè, vô ăn sáng đi con. Con,
đừng có nhốt mình trong phòng như vậy nữa. Bây giờ sao? Có chuyện gì nói cho má biết đi con. Má à, nếu một ngày nào đó ba làm sai việc gì má biết được, má phải làm sao? Thì cũng tùy chuyện con à. Như ba con á, lúc trẻ thích bay nhảy, nhưng mà từ khi có con á, ba chưa làm điều gì sai trái cho má buồn hết á. Còn nói chuyện khác, không phải là chuyện này. Ý con là... Nè, sao hôm nay con lại hỏi má như vậy? Mà cái gì mà con ấp a ấp úng vậy? Có phải ba con làm chuyện gì cho má buồn mà con biết đúng không? Má nè, má có biết chuyện làm ăn của ba con không? Từ xưa tới giờ ba con có nguyên tắc là không ai được xen vào chuyện làm ăn của ba con hết á. Tại sao chứ? Vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau chứ má. Thì ban đầu má cũng nghĩ như con vậy đó. Nhưng mà ba con nói đàn bà yếu đuối, với lại cái tật hay tính toán chi ly, cho nên không làm chuyện lớn được. Với lại hay vui miệng, nói chuyện làm ăn cho bên ngoài nghe không có tốt. Nhưng má có biết ba làm gì bấy lâu nay không? Sao con hỏi kỳ lạ vậy? Thì ba con kinh doanh xe chở hàng mà. Rồi à, ba con lên đây mua thêm hàng quá, đem về dưới quê bán kiếm lời. Cho nên á, ba con mới mua 2 căn nhà ở trên này với dưới quê để cho tiện việc làm ăn đó mà. Má thật sự không biết ba buôn bán như thế nào, rồi mối quan hệ bạn bè ra sao hả? Nè, con hỏi má sao giống như công an quá vậy? Có chuyện gì? Má thấy nha, dạo này con kỳ lắm đó. Mà nè, chuyện tình cảm giữa con với Quấn á, giờ sao rồi? Má thấy Quấn á, là một thanh niên tốt, có học thức, có trình độ, có văn hóa. Còn ông Trọng, ba của Quấn á, lại là người có quyền lực, có nhiều mối quan hệ làm ăn lớn. Nhưng mà cái quan trọng á, là má thấy thằng Quấn nó thương con thật lòng. Con à, không ai đeo đuổi mình suốt đời đâu con. Anh Huấn, anh thương con, điều đó con biết. Nhưng mà con chưa nghĩ tới chuyện yêu đương. Con còn nhiều việc phải phấn đấu lắm. Làm một phóng viên, con đi đây đi đó, lỡ có người yêu mà người yêu con không thông cảm thì cuộc sống sẽ buồn lắm. Với lại sống mà không làm được việc mình thích thì chán lắm má. Con thì bây giờ đang thích việc của con làm. Thôi được rồi, tùy con quyết định đi. Nhưng mà bây giờ ăn sáng đi. Em nghe nè anh. Thu hả? Ba anh vừa bị cơ quan công an điều tra bắt rồi. Sao lại bắt ba anh? Ba anh mang tội danh buôn lậu và vận chuyển hàng trái phép qua biên giới. Mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn khi cơ quan điều tra thẩm vấn ba anh. Thôi, anh thông báo để em hay. Nhà anh bị niêm phong rồi. Tất cả tài sản của ba anh đều bị phong tỏa và niêm phong. Vậy anh sẽ ở đâu? Tạm thời anh dọn đồ qua công ty anh ở. Anh sẽ vô cơ quan điều tra tìm hiểu rõ ràng những chuyện làm của ba anh. Thôi, anh bảo em biết vậy nha. Dạ. À, em thông báo chuyện này cho ba em biết giùm anh nha. Dạ, em biết rồi. Mẹ tụi bay, tụi bay làm ăn cái gì vậy hả? Tại sao tụi bay lại để xảy ra cái chuyện như vậy? Công an bên Campuchia bắt được đường dây buôn lậu đá quý. Họ khai ra là tên ông Trọng. Cái gì? Nó còn khai tên ai nữa không? Nè, tao không cần biết tụi bay bằng cách nào. Phải bịt ngay cái miệng thằng cha Trọng lại. Tụi bay nhớ cho kỹ, tụi bay tuyệt đối không được để tên tao lọt vô danh sách tình nghi của công an. Tụi bay hiểu chưa? Nếu cái vụ này mà không xong á, tụi bay sẽ dựa cột chung với tao, nghe chưa? Cái tụ bán heroin là nặng lắm, tụi bay hiểu chưa? Ba, con biết tất cả chuyện làm ăn của ba. Ba đi ra đầu thú đi ba, vẫn còn kịp đó. Chú Trọng vừa bị công an bắt rồi, anh Huấn vừa dọn ăn hay kìa.
Con là con nít, con biết gì mà đứng đó đó lung tung. Đi ra ngoài đi. Đi. Bà, bà buôn bán cả heroin đó bà, con biết hết rồi bà. Bây giờ bà có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là đang lún sâu vào hố bùn thôi. Con xin bà đi đầu thú đi bà. Heroin là tử hình đó. Con im ngay cho bà. Bà đã nói chuyện của bà, bà không cần cũng phải xen vô. Đi ra cho bà. Đi ra ngoài. Từ nay bà cấm con. Bà cấm con không được qua lại với thằng Quân. Và đừng bao giờ bước chân vô cái nhà đó nữa, nghe chưa? Để rồi tới lúc con chết, con sẽ không biết tại sao mà con chết. Bà nghe con nói đi mà. Bà đi đầu thú đi bà. Bà nói con đi ra. Bà đang rối lắm rồi. Má, tại sao vậy hả ông? Tại sao bao nhiêu năm qua ông giấu tôi làm ăn phi pháp? Ông có biết tội buôn bán ma túy hay rồi nó nặng như thế nào không ông? Để tồn tại trong cái căn nhà này, tồn tại trong cuộc sống giàu sang, tiền bạc của cải làm gì để ông làm chuyện chết người vậy hả ông? Đừng cố chấp nữa ông mà. Ông nghe lời con đi ông. Đi đầu thú đi ông. Biết đâu ông còn nhận được sự khoan hồng. Nếu ông còn cố chấp như vậy, ông biết mọi sự càng tệ hơn, biết không ông? Tôi nói bà im. Hai má con bà đi ra ngoài cho tôi. Tôi đang rối tung lên đây nè. Đầu thú cái gì? Thằng Năm xe Ben này làm sao mà dễ dàng đầu hàng như vậy được? Đi, đi hết. Má con đi cho tôi. Tôi đang rối lắm đây nè. Ông cứ như vậy hoài là ông sẽ chết, ông biết không? Ông trọng ông bị công an bắt rồi. Bây giờ ông để công an tới đây còng đầu ông, như vậy ông mới chịu hả? Tôi xin ông, ông đi đầu thú đi ông, để còn nhận được sự khoan hồng. Nếu ông cứ trốn tránh như vậy là tội ông nặng lắm, ông biết không? Con biết không ngờ cho đến ngày hôm nay con mới biết được tất cả những gì ba có. Nhà cửa, địa vị, tiền bạc đều do ba phạm pháp mà có được. Con không cần những đồng tiền dơ bẩn đó, ba hiểu không? Con quá thất vọng về ba, con quá thất vọng về ba. Mẹ im đi. Tôi xin ông mà, đi đầu thú đi ông ơi. Ông đi đầu thú đi, đừng có bỏ má con tôi mà. Ông ơi, ba đang làm cái gì vậy? Tại sao ba lại làm như vậy chứ? Ba có biết là tội lỗi của ba nó sẽ là tử hình không? Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ra đầu thú, ba phải ra đầu thú thôi. Chắc chắn pháp luật sẽ khoan hồng mà. Alo, chị nghe em. Chị Trinh ơi, chị ơi, chị giúp em với. Ba em, ba em với chú Trọng. Em bình tĩnh đi. Chị có thể đoán được sự việc mà em nói. Em nên khuyên ba em ra đầu thú, vì ông Trọng đã khai ra tất cả rồi, và cơ quan điều tra cũng đang lấy lời khai. Ba em đầu thú chứng tỏ ba em biết lỗi và có suy nghĩ là hối cải tội lỗi của mình. Chị chờ ba em. Dạ. Ba ơi,
Bây giờ con với má biết phải làm sao đây? Tôi đã khai hết sự thật. Thực chất là vốn liếng các chuyến hàng đá quý đều là của ông Năm và Bảy Đá. Tôi chỉ là người vận chuyển qua biên giới giao cho người ta, và tôi lấy tiền công từ chỗ ông Năm. Ngoài đá quý ra, ông còn vận chuyển gì nữa không? Dạ không. Vậy chuyến hàng ma tí vừa rồi cơ quan công an chúng tôi bắt được thì sao? Dạ, dạ thật sự thì tôi bị họ ép, thằng Bảy Đá với lại ông Năm xe ben ép buộc tôi phải vận chuyển hàng ma túy cho họ. Nếu mà tôi không vận chuyển thì họ sẽ hãm hại gia đình tôi, và đồng thời đưa ra những cái chứng cứ mà trước đây tôi đã buôn lậu đá quý cho cơ quan pháp luật. Chính vì điều đó cho nên buộc lòng tôi phải làm như vậy. Ông có cam đoan những lời ông khai là đúng sự thật hay không? Dạ, tôi xin chịu trách nhiệm trước những lời khai của mình, và tôi cũng xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những chuyện mà mình đã làm. Bà ơi, con là một thằng con bất hiếu, con xin lỗi bà. Con xin lỗi ba, con xin lỗi ba. Khi ba còn sống thì con không biết hiếu thảo với ba, không lo cho ba. Khi ba chết con lại tiếc thương, khóc lóc làm gì nữa. Ba có lỗi với con là khi thấy con lười biếng, hư đốn mà không dạy được con nên người tốt. Ba không la con, không kêu công an bắt con vào những buổi đầu tiên khi con ăn cắp của người khác, dù chỉ là một con gà, một con cá. Con đã trượt dốc, không có cách gì cứu con ra khỏi hố sâu của tội lỗi mà con đã gây ra. Còn ba, ba chết là khỏe tấm thân của ba, đời ba coi như xong. Nhưng còn con đang sống, sống mà cướp bóc, chém giết người khác, xài tiền của người khác, rồi mê sảng trong nghiện ngập. Con có phải là con người không? Đừng khóc nữa, lau những giọt nước mắt đó đi, không ai tin mày đâu. Con khóc vì ba hay là khóc vì đời mình ngày càng bế tắc? Thôi đi ba, đừng có nói nữa. Con là con của ba mà ba. Không, thằng Vũ con của ông Mười ở Cù Lao, nó là người. Còn mày, mày là thằng máu lạnh, là một kẻ sát nhân. Mày không phải là con của tao. Bởi vì làm người không ai độc ác như mày. Mày hiểu chưa? Hiểu chưa? Ba. Làm người không ai độc ác như vậy. Mày không phải là con người. Con người không ai độc ác máu lạnh như mày. Ba, mày hiểu chưa? Tôi đã lỗi mày cho con, không phải là con người. Lỗi rồi ba. Ba, ba ơi, ba, con xin lỗi ba.
con biết tội lỗi của con rồi. Nhưng mà con là con của ba mà. Ba phải thương con chứ ba. Ba con là con của ba mà. Ba phải thương con chứ ba. Anh Năm, dạ con xin phép. Dì Trinh, hôm nay tới đây tôi xin tự thú. Em cứ khóc đi, khóc cho thiệt nhiều đi. Nước mắt có thể không chữa lành được vết thương, nhưng nước mắt sẽ phần nào làm nguôi ngoai được nỗi đau của em. Hơn ai hết, anh hiểu được tâm trạng của em lúc này. Khi anh nhìn thấy ba của anh ngồi ở phòng thẩm tra, phải cúi mặt khai hết tất cả những tội lỗi của mình, anh không thể nào cầm lòng khi mà chính tay anh ghi lại hết những tội lỗi của ba anh. Em nghĩ hoài mà không ra, tại sao, tại sao nhà của em đầy đủ như vậy mà ba em còn đi buôn lậu chứ, còn đi bán heroin nữa. Theo như lời ba anh nói thì do ba em tính làm cú chót, gom thật nhiều tiền rồi hai người rủ nhau trốn sang nước ngoài để hưởng thụ, hòng rũ bỏ hết tội lỗi của mình và ba anh. Ba anh cũng muốn xây cho anh một căn nhà để cưới vợ. Tại sao người lớn lại có suy nghĩ như vậy chứ? Hạnh phúc có từ tiền tội lỗi hay sao? Tiền từ ma túy có thể sống yên ổn được sao? Làm sao có thể xóa bỏ được những nỗi đau của những gia đình có người thân dính dáng tới ma túy chứ? Làm sao ba em có thể chạy trốn được những tội lỗi của mình? Làm sao ba em có thể ngủ ngon khi ba em là một kẻ phạm tội chứ? Anh ơi, anh ơi, có phải là tội trạng của ba em, của ba anh nặng lắm phải không? Không phải nặng mà là rất nặng. Em phải hết sức bình tĩnh để lo cho gia đình, đặc biệt là má của em. Ngay giờ này em phải ở bên cạnh má của em. Anh sợ rằng má em không qua được cú sốc tâm lý lần này. Còn anh, anh sẽ cố gắng thuyết phục ba của anh và ba của em thành khẩn khai báo. Họ thật sự ăn năn hối cải và hợp tác với cơ quan điều tra. Chỉ vì lòng tham mà bây giờ ba em đã mất tất cả, đã hủy diệt tất cả rồi. Có những thứ đáng giá hơn vật chất. Yeah.
Đó là niềm tự hào về những chiến công của ba anh. Bây giờ tất cả những chiến công đó đã bị vùi chôn và lụi tan vào quá khứ cùng với tội lỗi của ba anh. Rồi, cảm ơn em gái. Hôm nào ủng hộ anh tiếp nha. Ừ. Hôm nay bán được quá hai em. Dạ. Hôm nay buôn bán được hả chị? Ừ. Tại bữa giờ mình có khách quen rồi đó. Ngày nào mà cũng được như vậy thì tốt quá hai em. Dạ. Mày cho tao biết chỗ chú Mười đang yên nghỉ. Tao với cả nhà sẽ đến thắp nhang. Chú quan pháp. Thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Cái chết, mà chết là khởi đầu của sự sống mà. Tao biết. Là trong mắt mọi người trong gia đình mày đang chửi tao. Bây giờ mày tính sao? Còn tính gì nữa, tao vẫn làm cho bẫy đá. Mày nên cộng tác với bẫy đá đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của mày rồi đó. Tao nói mày nghe, ông hăm dọa giết hết gia đình của mày. Nhiều khi ông đi cũng làm thiệt đó. Mày đến đây để nói tao mấy chuyện này à? Dù sao thì tao với mày cũng là bạn thân nhiều năm rồi. Ba tao vừa mới mất, tao không muốn gia đình mày chết đâu. Thực ra đối với tao, trên mảnh đất Sài Gòn này thì gia đình mày và mày là người thân duy nhất của tao. Mà suy nghĩ kỹ những lời tao nói đi. Bây giờ nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra thì tao cũng đã nói hết lời với mày rồi. Mạng sống của gia đình mày bây giờ tùy thuộc hoàn toàn vào mày đó. Nhưng đó không phải là những dầu thông thường. Đó là heroin, mày có biết không? Heroin thì đã sao chứ. Chỉ cần mày đi lấy số heroin đó về thì cuộc đời mày sẽ khác. Mày có thể đổi đời thành một đại gia. Mày sẽ có tiền tỷ. Mày có tiền rồi, mày có thể chuồn qua Lào, Campuchia sống sung sướng cả đời. Chứ mày nghĩ coi, mày đổ mồ hôi ở cái chợ đó, biết bao giờ mới kiếm được tiền tỷ. Mày suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ thì đường nào mày cũng phải liều thôi. Tao với mày đã từng là cướp, là siêu trộm. Mày đừng có quan tưởng là mày sẽ được sống bình yên suốt đời. Tao tin là pháp luật sẽ cho tao một con đường sống. Khi tao đang làm lại cuộc đời, tao sẽ tìm một con đường đi đàng hoàng, không gập ghềnh, bằng chính giọt mồ hôi của tao. Anh Bảy gọi. Em nghe nè anh Bảy. Ông Năm Xe Ben đã đi đầu thú rồi. Đầu thú à? Bây giờ công an đã tạm giam và đang điều tra. Chết chắc rồi. Heroin là tội tử hình khó thoát. Sơn à, mày từng nói có một cơ hội gọi là ngày mai. Qua ngày mai tao chờ coi mày chọn cơ hội nào. Nhưng mày nên nhớ, lần này là mày đang đánh cược cả mạng sống của gia đình mày, chứ không phải riêng gì mày đâu. Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Gì? Em phát hiện ngoài kia có mấy cái bóng đen đang lảng vảng trước cửa nhà mình đó. Em nghi là người của Năm Xe Ben và Bảy Đá. Mày mở camera trước cửa cho tao coi. Dạ dạ. Mẹ chúng mày,
Tại sao tụi bay để bọn chúng theo dõi chở hàng gì đây? Đại ca, bây giờ mình mà đưa hàng ra là tụi nó thịt mình liền đó đại ca. Bây giờ mình cũng chưa biết là tụi nó có bao nhiêu thằng. Đại ca, không nên ra ngoài lúc này đâu. Tụi bay là đồ đồ bò, chẳng vào vô đó cũng không xong, không làm được gì hết. Kêu tụi nó chuẩn bị sẵn sàng đi, phòng bị bảo vệ cho tao. Dạ, dạ. Mẹ nó, đúng cú. Dạ, dạ, tôi nghe. Sao ông chưa chịu giao hàng cho tôi nữa? Có hàng rồi, nhưng mà vài ngày nữa mới chuyển. Anh cho địa điểm đi. Sài Gòn. Hả? Sài Gòn hả? Ừ. À, anh ráng chờ vài ngày nữa. Hiện tại tôi bị cảm cúm. Có hàng rồi, nhưng mà vài ngày nữa mới giao. Hàng tốt không? Ơi, bảo đảm hàng chất lượng, nguyên chất, 100%, 100 bánh heroin. Có phải không vậy? Đừng có làm tôi thất vọng nghe chưa? Dạ, thưa anh, thằng liên khẹt này chưa bao giờ mất uy tín với ai bao giờ. Vậy thì nhớ giao hàng đúng hẹn cho tôi nghe chưa? Yên tâm đi anh. Mẹ nó. Ông có quen người này hay không? Tôi không biết người này. Còn người này? Ông vẫn nhất định không thành thật khai báo hay sao? Nếu ông thành thật khai báo thì ông sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tôi chỉ làm ăn buôn bán với ông Trọng thôi. Những chuyện còn lại mà cô nói tôi không biết gì hết. Con gái của ông là Hoài Thu. Tôi nghĩ là Thu cũng rất muốn ông nói ra hết sự thật để ông được nhẹ tội đi. Hoài Thu rất là thương ông. Ông chấp nhận để cả gia đình mình phải đau khổ cả đời hay sao? Còn tương lai của Hoài Thu nữa. Lúc nãy tôi đã nói với cô rồi, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện cô nói hết. Cô cứ hỏi ông Trọng rồi sẽ biết. Chúng tôi chỉ làm ăn với nhau, ngoài ra không còn ai khác hết. Có ai hăm dọa hay áp lực gì với ông không? Chúng tôi sẽ bảo vệ ông theo chính sách nhân chứng đặc biệt. Ông yên tâm, ông sẽ được an toàn. Tôi nhắc lại, tôi không biết hai người này. Ông hãy suy nghĩ thật kỹ về những việc mình đã làm. Và ông sẽ không được khoan hồng nếu cứ tiếp tục giấu giếm và không hợp tác với cơ quan điều tra. Tôi không có cản, nhưng tôi báo cho ông biết, chỉ cần ông hé răng ra khai bất cứ điều gì về tôi thì vợ ông, con gái của ông, tôi sẽ cho tụi nó phanh thây ra. Tôi sẽ cho tụi nó đốt cháy thành tro. Vì ông mà tôi phải bị bắt. Thì sẽ có người khác thay tôi làm việc đó. Ông nhớ đó, thằng bẫy đá này, nói là làm. Ông nhớ chưa? Hả? Con gái, vợ của mày, con gái của mày, vợ của mày, mày nhớ đó, mày nhớ đó.
Bậy đá, bậy đá, bậy giám hả? Bậy đá, bậy đá. Năm, có chuyện gì vậy? Năm, Năm, có chuyện gì vậy? Chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ xong rồi anh, tụi em đang chờ quyết định của anh đó. Bây giờ tình cấp bách lắm rồi, cho dù khó cấp mấy, mình cũng phải lấy cho bằng được. Mẹ nó, hiện giờ thằng Sơn không có động tĩnh gì hết. Em nghĩ là kỳ này phải liều một phen thôi anh Bảy. Chẳng lẽ tụi mình ngồi đây chờ công an tới bắt? Thằng cha năm xe Ben và thằng Trọng chắc chắn không dám khai ra tao. Nó mà khai ra tao, má nó, giết cả nhà nó luôn đó. Tao tính lấy hàng xong phải vượt biên luôn mới được. Qua Campuchia đi, rồi mình tính tiếp. Đại ca, đột nhập nhà thằng Liên Khẹt nó còn khó hơn tất cả những căn biệt thự mình từng làm nữa. Cỡ 10 thằng cho tụi em cũng không có đủ sức. Em nghĩ chỉ có thằng Sơn. Thì mai ra. Thật ra cái đột nhập của thằng Sơn là hay nhất. Không có một thằng đàn em nào của mình bị chết dưới tay thằng Liên Khẹt. Bây giờ vụ này là vụ lớn nhất rồi. Được thì ăn cả, ngã về không. Mày hiểu chưa? Dạ. Bà ơi, bây giờ con phải làm sao? Con không sợ chết. Con chết cũng đáng, vì con là kẻ có tội. Bàn tay con không còn sạch sẽ nữa. Con người con đã nhuốm bẩn bụi trần của kẻ cướp giang hồ. Nhưng còn má, còn chị ba và vợ con, cả con Dừa, con Bửu, cũng tại con không đành lòng nhìn gia đình mình cứ nghèo khổ. Cái nghèo khổ cứ đeo bám gia đình mình. Hết cơn bão này tới cơn bão khác ập vào gia đình mình. Với những nỗi buồn, nỗi đau rát hết cả thịt da, con đã trở thành tội phạm. Bà sắp có cháu nội rồi đó. Ba mừng không? Con mong ba phù hộ cho vợ con, phù hộ cho gia đình mình vượt qua cơn bão này. Sóng gió nào rồi cũng qua đi phải không ba? Chuyến này con đi, và có thể con sẽ đi rất xa, là một việc mà con không muốn làm. Nhưng nếu con không đi, thì cả gia đình mình sẽ bị chúng giết. Chúng là những kẻ máu lạnh, ẩn sau những khuôn mặt biết cười, biết nói. Chúng không phải là con người ba. Nếu con có mệnh hệ này, mong ba tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Có những vấp ngã, mình tự đứng lên dễ dàng, nhưng con đã tự chôn vùi cuộc đời của mình vào những sai lầm không thể đứng lên được, và gột rửa sạch sẽ quá khứ tội phạm của mình. Công an đã bắt ông Năm xe bay. Ba cũng ngoại thu với cùng lão của mình rồi mà. Rồi sẽ có một ngày số phận của con cũng sẽ như vậy. Thu ơi, sáng mai anh muốn gặp em trước khi đi xa. Và chuyến đi này anh có thể sẽ không trở về. Anh sẽ chờ em nơi chỗ cũ nha.
Chị Trinh hả? Có gì không em? Ừ. Mời vào. Dạ, mời chị. Dạ, cảm ơn anh. Ngồi đi em. Chị xin lỗi, chị không đến gặp em được. Để em phải đội mưa đến đây. Không sao đâu chị. Mà em kiếm chị giờ này chắc có chuyện gì quan trọng hả? Nếu gì là chuyện của ba em thì chị không giúp được cho em. Ba em vẫn chưa thành thật khai báo và cũng chưa hối cải. Chị ơi, chị có thể cho em thêm một cơ hội để em được gặp ba em không chị? Được. Nếu em vào thăm ba em thì em hãy khuyên ba em thành thật khai báo về những mối quan hệ trong chốn giang hồ. Mỗi lần chuyển hàng, ba em có lực lượng áp tải và bảo vệ hàng lậu. Chị muốn biết họ là ai, thuộc băng nhóm nào, tổ chức nào. Đây là một chuyên án lớn và có tầm quan trọng đến an ninh xã hội. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em sẽ cố gắng khuyên nhủ ba em. Đêm nay em đến đây là vì tin này. Chị hiểu Sơn sẽ đi đâu. Và Sơn đang cảm nhận sự nguy hiểm. Anh ta đang cần gặp em và muốn nói chuyện với em lần cuối. Lần cuối? Nguy hiểm? Sao chị biết? Đây là nghiệp vụ của công an. Em chỉ cần biết như vậy. Vậy mình phải giúp anh Sơn chứ chị. Chỉ có Sơn mới có thể giúp được anh ta mà thôi. Thu à, anh ta đang làm một việc rất nguy hiểm. Và anh ta chấp nhận hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ gia đình của anh ấy khỏi sự truy sát của nhóm giang hồ Bảy Đá. Người này cũng là người mà chị nghi ngờ cộng tác với ba em và chủ mưu gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng. Bây giờ mình có cách nào để giúp anh Sơn không hả chị? Em không muốn thấy anh Sơn lâm vào con đường đó đâu. Em thế nào rồi? Em vẫn ổn cho đến bây giờ. Anh có nghe tin về ba của em? Anh cũng không biết giúp em như thế nào trong chuyện này. Ba em là một doanh nhân thành đạt, có địa vị, tiếng nói, tiền tài. Nhưng rồi cuối cùng cũng vì tham vọng và tham lam đã đẩy ba em tới con đường tội phạm. Tiền bạc lâu nay em xài, nhà cửa, tất cả mọi thứ đều từ tiền buôn lậu phi pháp của ba em mà ra. Vậy mà em không hề hay biết gì hết. Em vẫn ca tụng và tự hào về ông ấy. Ba em là tội phạm và còn bao nhiêu chuyện mà em không hề biết về ba em nữa. Anh Sơn. Anh Sơn à, em không muốn nhìn thấy anh đi theo vết xe đổ của ba em đâu. Em xin anh hãy đi ra đầu thú trước khi mọi chuyện đi quá xa được không? Anh hiểu những gì em nói mà. Ai cũng nghĩ là mình cũng sẽ thoát được lưới trời. Nhưng ông trời này công bằng lắm. Giết người thì sẽ đền mạng, tội phạm lẩn trốn thì cũng sẽ có ngày bị bắt, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ bị lòi ra. Chẳng lẽ anh cũng muốn giống ba em hay sao chứ? Anh không thể đầu thú ngay lúc này được. Tại sao? Anh còn chần chừ chuyện gì nữa? Anh sẽ rút lui khỏi chốn giang hồ và tìm một nơi nào đó để sinh sống cùng với gia đình. Nhưng mà anh có ngủ ngon hay không? Hay là anh thao thức khi quá khứ tội lỗi của anh quay về? Anh không thể nào sống hạnh phúc và bình an khi anh đã trở thành tội phạm. Giang hồ có thể chứa chấp anh, nhưng không bao giờ chúng giang tay ra khi anh sai vào lưới pháp luật đâu.
Anh muốn làm lại từ đầu. Anh làm lại từ đầu? Nhưng anh có làm cho những con người mà tụi anh đã ra tay sống lại hay lành lặn được không? Anh làm lại cuộc đời, và anh trả lại hết tiền mà anh đi cướp giật đi. Anh không làm được chứ gì? Cho dù anh lo lắng cho má anh, cho gia đình anh, cũng giống như ba em lo lắng cho em và má em, thì đó cũng chỉ là tiền dơ bẩn, tiền phi pháp mà thôi. Chẳng lẽ đi ăn cướp, giết người rồi suy nghĩ sẽ gác kiếm làm lại cuộc đời là mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Anh nghĩ xã hội này sẽ ra sao chứ? Anh không ra tay giết ai hết. Đó là một người khác. Người nào? Có phải là anh Vũ bạn của anh không? Những kẻ có máu lạnh là những kẻ hèn nhát nhất. Hắn sợ thất bại nên lúc nào cũng ra tay với nạn nhân để chắc chắn mình sẽ thành công. Không phải anh là kẻ giết người thì em sẽ đi tố cáo hắn. Em đừng làm như vậy. Vũ và anh đều đáng bị pháp luật trừng trị. Nhưng em hãy để công an điều tra bắt tụi anh. Em không phải là quan tòa đã phán xét anh. Anh đang trân trọng từng ngày, từng giờ được sống bên gia đình của anh. Em có hiểu điều đó không? Anh sắp có con. Anh sắp có con? Phải. Con anh đã tưởng hình được 3 tháng. Anh và Thơm đã chung sống với nhau như vợ chồng sau khi em chia tay anh. Chẳng lẽ con của anh ra đời, anh không được nhìn thấy con của anh? Anh cần phải chăm sóc cô ấy và gia đình nhỏ bé của anh. Vậy cô ấy có biết anh là siêu trộm không? Cô ấy biết anh là giang hồ, nhưng không hề biết anh là siêu trộm. Cô ấy yêu anh hơn chính cả bản thân của mình. Anh Sơn à, anh không thể nào trốn tránh suốt cả đời như vậy được. Em nói cho anh biết, công an lâu nay người ta đã cho trinh sát theo dõi anh. Họ đã có đầy đủ hồ sơ và bằng chứng của anh và anh Vũ rồi. Ngoài ra có cả băng đảng của ba em. Anh Sơn ơi, anh không thể nào thoát tội được đâu. Em nói cái gì? Công an? Đúng. Tất cả hành vi của anh chúng tôi đã nắm rõ và có cơ sở truy tố anh ra trước pháp luật. Tôi là đại quý Nguyễn Xuân Trinh, thuộc đội cảnh sát đặc biệt phòng chống tội phạm. Tôi không đến đây để bắt anh, nhưng anh có thể chạy trốn suốt cuộc đời hay không? Nếu hôm nay anh chạy trốn, tức có nghĩa anh sẽ ở trong bóng đêm này mãi mãi, và anh cũng sẽ không có cơ hội đoàn tụ với gia đình của mình đâu. Anh Sơn, tôi xin lỗi anh vì đã phải dùng đến Thu để anh nói ra hết sự thật. Nhưng thật sự chỉ có anh cộng tác với chúng tôi thì mới có thể cứu vãn được một cuộc chiến bắn giết lẫn nhau giữa bẫy đá liên kẹt và cảnh sát. Chắc chắn anh cũng hiểu rõ là không thể nào thắng được đội đặc nhiệm của chúng tôi. Anh có thể giúp công an thu hồi heroin phạm pháp, đồng thời bắt toàn bộ băng nhóm tội phạm. Tôi cam đoan với anh, tôi sẽ bảo vệ anh thoát khỏi án tử hình. Bây giờ anh có thể đi con đường của anh, tôi sẽ không cản. Và ngày mai anh sẽ phải chạy trốn suốt cả cuộc đời. Anh hãy suy nghĩ đi. Cô Trinh, tôi đứng đây, cô hãy còng tay tôi lại. Tôi không muốn phản bạn. Cô cứ bắt tôi đi, nhưng mà cô đừng cho gia đình tôi biết. Cô hãy còng tay tôi lại đi. Anh Sơn, vậy là anh chấp nhận phản bội lại tình cảm của những người yêu thương anh, phản bội lòng tin của gia đình anh sao? Anh cứ chạy trốn và thao thức như vậy hoài hả? Anh có hạnh phúc không? Anh phải dũng cảm đối diện với sự thật chứ.
Được, tôi đồng ý làm phi vụ này. Phải vậy chứ. Cuối cùng thì mày đã lựa chọn đúng con đường mà mày phải đi. Mà nói đúng hơn, mày chỉ có một con đường này thôi. Tốt lắm. Tôi cần 2 tỷ. Hai tỷ? Giờ tôi cũng không còn ở quán trong giang hồ nữa. Sau này có bất cứ chuyện gì cũng không được tìm tôi. Được. Những yêu cầu mà mày vừa nói với tao sẽ không thiếu bất cứ một thứ gì. Nếu thành công mỹ mãn, tao không ngại thưởng thêm cho mày 500 chai. Như những lần trước, tôi cần uống một khoản để lo cho chuyện này. Chuyện nhỏ. Lỡ. Dạ. Chút nữa đưa cho nó 100 chai. Không, là 200. Cái gì? Ok, chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà mày nên nhớ, chuyện lớn là mày phải lọt vô nhà thằng Liên Khèn. Nó cũng giống như con chuột nhắt ở trong lòng, chả có gì phải sợ. Sau đêm nay thôi. Tao sẽ trở thành thằng giàu nhất, là thằng có máu mặt nhất. Nữa. Chuyển tiền cho nó đi. Anh hai, ngồi xuống đây đi. Sao buồn vậy? Vô đây phải vui chứ. Cười nè. Gì? Anh hai à, nếu như em có mệnh hệ nào thì em sẽ luôn thương anh hai nhất nhà. Anh hai đã gánh hết tai ương cho nhà mình, giờ thì chính em lại gây thêm tội lỗi. Nhưng em sẽ không để bất kỳ ai gánh thêm nữa hết. Em sẽ chịu trách nhiệm đối với những gì mình gây ra. Có những con đường mình đi lạc lối, muốn quay lại phải trả bằng chính mạng sống của mình. Em không tiếc gì mạng sống của em. Em chỉ cần cả nhà mình được bình yên. Sau này anh hai giữ gìn sức khỏe nha. Sao buồn vậy? Vui đi, vui đi. Sơn, sức khỏe của bác rất là tốt. Dạ. Dạ chào bác sĩ. Tình hình của má tôi sao rồi bác sĩ? Theo kết quả xét nghiệm mới nhất á, và hình chụp cho thấy thì cuộc sống của bác đang phục hồi rất là nhanh. Nhờ thời gian qua, gia đình lo cho bác thuốc men đầy đủ và chế độ chăm sóc tốt, cho nên sức khỏe của bác đã khá hơn nhiều. Kết quả bình phục tốt hơn dự kiến. Bệnh nhân sẽ xuất viện trong nay mai. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã tận tình giúp má tôi trong thời gian qua. Xin phép bác sĩ cho tôi đóng tiền viện phí để cho má tôi xuất viện liền. Được rồi, để chúng tôi kê toa thuốc và những lời dặn dò đối với bệnh nhân. Nhưng chế độ tập luyện thì nên đến cơ sở vật lý trị liệu. Chúc mừng gia đình. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ. Nè, con có bận á, làm gì làm đi. Chừng nào rảnh á thì hãy vô đây thăm má. Dạ, hôm nay con đến gặp má. Tối nay em đi vắng, chị coi nhà giúp em nha.
Thơm đang có em bé, chị đừng cho Thơm khiến đồ nặng nha chị. Thơm thích ăn cái gì, các cháu thích ăn cái gì thì chị cứ mua thoải mái nha. Chị nhớ đừng có tiết kiệm nha. Ừ, chị biết rồi. Ba, ba giữ gìn sức khỏe nha ba. Chị ba, giúp em chăm sóc má nha chị ba. Con đi nha má. Ba Lành. Dạ. Sao hôm nay má thấy thái độ của thằng Sơn lạ quá vậy con? Có chuyện gì không con? Con cũng không biết nữa. Con cũng thấy giống vậy đó má. Thôi chắc không sao đâu má. Má nghỉ ngơi đi. Tối nay em ở nhà một mình nhé. Anh đi công chuyện, ngày mai anh mới về. Anh đi đâu vậy? Anh đi thăm một người bạn ở xa bị bệnh. Lúc trước á, anh ở tù chung với ảnh, mà tội nghiệp lắm. Anh đang bị bệnh rất nặng, chắc không qua khỏi. Mà sao anh phải đi đêm vậy? Vì đi xa ban đêm mới có xe giường nằm, anh sẽ thoải mái hơn. Vậy chút nữa em sẽ soạn đồ cá nhân cho anh nha. Hôm nay anh sao vậy? Ăn cơm mà anh cũng không tập trung nữa. Anh à, có chuyện gì anh nói với em đi. Mình sẽ có cách giải quyết mà. Anh cứ im lặng như vậy, em lo lắm á. Em ăn đi. Con à, con hãy tha lỗi cho ba. Ba là người cha không tốt. Nhìn con như vậy ba đau lòng lắm. Nếu như ba cho con một gia đình, một mái ấm hạnh phúc thì con sẽ không đi vào con đường giang hồ. Có quá nhiều ân oán hận thù. Con à, con tỉnh lại đi. Con à, Tài, con tỉnh lại đi. Con đừng nằm bất động như vậy nữa. Ba đau lòng lắm. Tỉnh dậy đi con. Tài ơi, tỉnh dậy đi con. Bác sĩ, tình hình con tôi ra sao rồi? Hội đồng y khoa của bệnh viện mới vừa hội chẩn về tình trạng sức khỏe của con ông. Tôi cũng không giấu gì ông, tình trạng con của ông bị chấn thương não rất nặng và đứt rất nhiều mạch máu, có thể cứu được mạng sống nhưng không phục hồi được não bộ của cậu ấy. Vậy là hết cách rồi hả bác sĩ? Bệnh viện của chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không có kết quả. Bây giờ tôi phải làm sao hả bác sĩ? Nếu có điều kiện thì ông cứ để cậu ấy ở lại đây cho chúng tôi chăm sóc, còn không thì ông cứ đem về nhà. Các đồng chí đã đến giờ xuất phát. Đó. Đó, tất cả phải cẩn thận, nhớ kỹ phương án tác chiến, chú ý tránh nổ súng nếu thấy không cần thiết, phải bắt sống cho bằng được đối tượng. Tôi sẽ phối hợp cùng với ban chuyên án chỉ đạo cho các đồng chí để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chúng ta phải quyết tâm, phải phá cho được chuyên án này. Đó, đó.
Anh đi nha. Em giữ gìn sức khỏe nha. Anh đi rồi anh lại về. Em biết rồi mà. Chị Ba, em đi nha. Chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị nhớ chăm sóc vợ em giùm nha. Em cứ yên tâm đi, chị biết rồi. Dạ. Anh đi. Anh đi nha. Anh đi cẩn thận nha. Em đi đi. Thôi anh đi đi. Anh đi đường cẩn thận nha. Thơm à? Dạ. Chị thấy thằng Sơn hôm nay nó lạ lắm. Em cũng thấy vậy. Em có linh cảm có chuyện gì đó không hay đó chị. Anh Sơn hình như đang giấu chuyện gì đó. Anh đưa cho em một số tiền lớn lắm, tới gần 200 triệu lận. Anh nói là cất giùm một người bạn, mấy bữa nữa sẽ lấy lại. Trời đất. Chị ơi, em lo quá à. Có chuyện gì không chị? Ờ. Chị ơi, anh nói là anh đi thăm một người bạn gì đó, có đúng không chị? Có chuyện gì xảy ra không chị? Thôi không sao đâu em. Thôi mình vô nhà nha. Tới đúng giờ quá ha. Tao tưởng là mày trốn luôn rồi chứ. Anh Bảy. Sao? Tụi bay chuẩn bị hết chưa? Tới giờ rồi đó. Xong hết rồi anh Bảy. Còn mày, Sơn? Tôi đã sẵn sàng. Đi thôi. Được, đi. Có động tĩnh gì không? Chưa có động tĩnh gì. Vậy là chúng còn đang giữ hàng, chưa cho chuyển đi. Lấy đồ chơi đưa tụi nó đi. Dạ. Lấy đi. Khi nào hành động đi cả. Thank you.
chuyện này. Nhanh lên, đừng lại, nhanh lên. Sao vậy? Có gì đây cả? Không hoạt động hả? Mất chuyến hàng này thì cũng chết. Phải liều mạng thôi. Phải cẩn thận mới được. Không nên tin thằng nào hết. Tụi nó rồi cũng sẽ phản mình thôi. Hành động đi. Dạ. Theo tao. Đi đi. Đi. Sao nhà tôi thui vậy? Tao không biết nữa. Hệ thống đèn ở đây cũng không có. Ở đường biên giới này cũng hay cướp điện lắm. Chắc không chờ tôi ngồi đó. Camera sẽ không còn đâu. Tiến hành đi. Không tao có điện là thấy mẹ đó. Đi. Tụi bay cẩn thận nha. Bên trong nó có súng AK đó. Giống như mày nói vậy. Gì lạ quá. Có khi nào đây là một cái bẫy không? Mấy là không bẫy gì không biết. Đã tới đi rồi. Không lẽ mình trở lại? Mày sợ hả? Thằng Vũ nói đúng đó. Tụi bay chết nhát. Rút đi. Kiểu cục kiện. Đã tới đây rồi thì chơi tới cùng. Đằng nào cũng được cùng rồi. Phải quyết cướp được số hàng đó. Không lấy được cũng chết. Nếu lấy được số hàng đó, anh em mình sẽ quy hoàng. Nè, bây giờ tao bò vô trước. Tụi bay bò sát theo tao nha. Ừ. Cẩn thận đó. Vô. Dạ sao đại ca? Nè. Dạ tụi bay. Dạ dạ. Đứng dưới sau lưng cho tụi dạ, ta dạ. Có động tĩnh gì nói ta. Ok đại ca. Có khi nào tôi nói chuyện ngang đi rồi không? Nhưng mà phải vào đó rồi mới biết.
em. Nhìn lên. Giải lên xe. Dạ. Thôi được rồi các đồng chí, có lẽ hắn đã lẩn trốn vào bờ bên kia rồi. Chúng ta về lại hiện trường đi. Trước sau gì hắn cũng bị bắt mà thôi. Đó. Tên Vũ đã trốn thoát. Anh Sơn có sao không? Lúc nãy không có anh Sơn đỡ đạn cho tôi thì không biết tôi như thế nào rồi. Vậy vết thương của anh thế nào rồi? Tôi vừa mới kiểm tra, viên đạn chỉ xước qua phần mềm, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Ừ. Thôi được rồi, đồng chí đưa ảnh ra xe đi. Rõ. Anh Sơn, cảm ơn anh. Tất cả mọi chuyện đều có bắt đầu, rồi cũng phải có kết thúc thôi. Anh có muốn kết thúc của mình tốt cho những người thân và cho đứa con của mình không? Tôi đến đây không phải để bắt anh, mà tôi chỉ muốn giúp anh làm lại một cuộc đời mà anh đã mong muốn. Chúng tôi biết Bảy Đá có một chuyến hàng rất lớn trong thời gian sắp tới, và chắc chắn hắn sẽ nhờ anh đi lấy chuyến hàng đó. Tôi muốn anh đồng ý với Bảy Đá đi lấy chuyến hàng đó. Ý của cô là? Chúng tôi muốn anh hợp tác với công an để chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để bắt trọn băng nhóm Bảy Đá, đồng thời tịch thu trọn heroin mang về. Những gì anh biết thì chúng tôi cũng biết hết. Còn một điều duy nhất là làm sao bắt được trọn ổ Bảy Đá về Liên Khạc. Anh có thể giúp tránh được một trận nổ súng, và còn nhiều vấn đề phức tạp khác sẽ diễn ra nữa. Anh có biết bao nhiêu người bị Bảy Đá khống chế không? Ba em vì thương em nên kín miệng không dám khai ra Bảy Đá, vì sợ hắn sẽ giết cả gia đình của em. Anh cũng biết là ba em đã bị bắt rồi. Còn Bảy Đá là đồng lõa, nhưng mà hắn vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và bây giờ hắn đang định chạy qua biên giới cùng với tội lỗi của mình đó. Anh hãy cộng tác với chúng tôi để cứu biết bao nhiêu người đang bị Bảy Đá khống chế. Tất cả bọn họ có thể bị Bảy Đá sát hại nếu kế hoạch không thành công. Ngay cả anh và gia đình của anh, chẳng lẽ anh dửng dưng để mọi chuyện xảy ra như vậy hay sao? Đầu thú hay không, nếu không làm cho Bảy Đá, nó sẽ giết gia đình của mình. Còn nếu đầu thú, mình sẽ vào tù là chắc. Nhưng mình vẫn còn cơ hội để nhìn thấy mặt vợ và con. Mình sẽ trở thành người hùng trong mắt của con mình, hay là trở thành tội phạm máu lạnh trong mắt của con mày đây Sơn? Anh hãy nghĩ cho đứa con của anh. Nó cần người cha biết sai và sửa sai những lỗi lầm của mình, còn niềm tin và hy vọng của vợ anh nữa. Có đúng không anh Sơn? Phải. Tôi còn con của tôi.
tôi đã làm sai nhiều rồi. Tôi vẫn cầu mong mình có một lần làm đúng để chuộc lại những lỗi lầm mình gây ra. Và cả vợ tôi nữa, cô ấy sẽ không muốn tôi lẩn trốn tội lỗi của mình. Tôi đồng ý hợp tác. Chắc chắn anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, cho dù có bắt được Bảy Đá hay Liên Khẹt hay không. Bị bắt? Tại sao lại bắt anh Sơn chồng của tôi? Tại sao lại bắt nó vậy cô? Má, Tại sao lại bắt em tôi? Em tôi đã làm chuyện gì chứ? Cô ơi, mọi người cứ bình tĩnh đi. Đây là lệnh bắt anh Sơn. Sơn bị bắt vì tội trộm cướp tài sản của người khác có tổ chức. Trời ơi. Má, má ơi. Má. Sơn ơi. Má ơi. Trời ơi. Tại sao nó lại đi trộm cắp? Trộm cắp có tổ chức là sao vậy cô? Bà bình tĩnh đi. Đêm qua anh Sơn đã giúp cơ quan điều tra phá án và lập công. Chắc chắn anh Sơn sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Xin gia đình cứ bình tĩnh và đừng quá lo lắng. Cô ơi, bây giờ thằng Sơn nó ở đâu vậy cô? Làm ơn cho tôi gặp nó được không cô? Cô ơi, tôi xin cô mà cô ơi. Cô ơi, cho tôi gặp nó đi cô. Bà bình tĩnh lại. Mọi liên lạc của gia đình với anh Sơn sẽ được định theo pháp luật. Hôm trước Sơn gửi gia đình một số tiền để cất. Hôm nay chúng tôi đề nghị gia đình nộp lại số tiền đó để chúng tôi lập biên bản. Chị ba. Vì đó là số tiền phi pháp. Trời ơi em tôi. Sơn ơi. Má ơi, má. Sơn ơi. Chào đồng chí, tôi muốn nói chuyện với anh Sơn một chút. Đồng chí lấy lời khai sau nha. Sao, anh thấy tình hình sao rồi? Cảm ơn cô, vết thương tôi cũng đỡ. Nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ trong trại giam. Ừ, tôi biết tâm trạng của anh lúc này. Nhưng anh đừng lo lắng quá. Nếu anh cộng tác, thành thật khai báo, anh sẽ được chính sách khoan hồng của pháp luật. Bây giờ tôi chỉ mong mọi việc được kết thúc nhanh chóng và tôi sẽ được làm lại từ đầu. Nhưng cái ngày đó còn xa lắm. Khi tôi ra tù, chắc con tôi đã lớn. Trong thời gian anh thụ án, anh vẫn được chính sách thăm nuôi mà. Tôi sẽ giúp anh tìm một luật sư tốt nhất. Cảm ơn cô. Lúc này tôi chỉ nghĩ tới gia đình của mình thôi. Phải. Cô Thơm là một người vợ tốt. Và con anh cũng sẽ biết anh đã kiên cường như thế nào mà. Cách đây 2 năm, khi tôi ra tù, tôi luôn nhớ những lời thầy dạy dỗ của tôi nói: chết rất dễ, sống khó hơn nhiều. Sống hết cuộc đời này mình sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng mà bây giờ tôi lại gục ngã trước những tham vọng này. Tôi đã cướp đi số tiền của người giàu. Bây giờ tôi phải sống đến hết cuộc đời này để chăm lo, bù đắp cho vợ con tôi. Đúng là một điều khó khăn. Anh đã quan điểm sai lầm. Và anh cũng đã gục ngã trước những cám dỗ của vật chất. Bây giờ anh biết nhìn ra điều sai trái và đứng lên tự nhận trách nhiệm, cố gắng sửa sai. Tôi biết để đi tiếp con đường thử thách số phận của anh thì rất là khó. Nhưng mà tôi tin anh sẽ làm được. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Tôi đã đi sai đường, và bây giờ tôi phải bắt đầu lại. Một bài học từ xa sâu sắc. Mỗi một ngày trôi qua, tôi lại trông chờ vào ngày mai. Đó sẽ là cơ hội trở về với gia đình của tôi.
Tôi mong anh sẽ giữ được ý chí và niềm tin vào những điều tốt đẹp xung quanh anh. Như vợ anh, cô Thơm chẳng hạn, chị Ba Lành, chị của anh chẳng hạn. Khi có niềm tin, anh sẽ có sức sống và anh sẽ thành công. Trước đây mình vào tù, chị phải gánh tội cho má. Nay mình lại vào tù cho chính tội lỗi mà mình gây ra. Giả như thời gian quay ngược lại, mình sẽ không đi sai đường lạc lối. Thơm ơi, giờ này em đang làm gì? Bây giờ anh mới thấy hai chữ tự do mới là điều anh mơ ước. Để được về chăm sóc cho em, chăm sóc con, chăm sóc cho má. Giả như anh bình tĩnh hơn trong cuộc sống, để nhận ra không có gì mua được hạnh phúc và tự do, không có gì có thể mua được quá khứ lỗi lầm của mình, tội ác mà mình gây ra. Tôi đau bụng quá.
Tại sao anh dụ lấy ra nông nổi này? Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi. Anh tỉnh rồi hả? Lâm. Lâm. Đúng là em rồi. Không ngờ anh lại gặp em ở đây. Anh à, đây là nơi tôn nghiêm. Có gì mà nói chuyện sao? Ở đây là đâu vậy? Dạ, sư thầy. Dạ. Mô Phật. Chào sư. Cậu ấy bị đau bụng và kiệt sức. Đây là chén thuốc, con cứ cho cậu ấy uống, cậu ấy sẽ khỏe. Dạ, con cảm ơn sư thầy. Mô Phật. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào thầy. Anh uống thuốc đi. Lâm. Anh nhớ em lắm Lâm à. Anh Vũ, anh uống thuốc đi cho mau hết bệnh. Bây giờ em xuống bếp nấu cháo trắng cho anh ăn với muối tiêu. Em đi. Dạ, thưa sư thầy trụ trì, con có chuyện muốn thưa ạ. Ừ, có chuyện gì, con ngồi đi rồi nói. Dạ. Ờ, có chuyện gì con nói đi. Dạ, thưa sư thầy trụ trì, anh Vũ trước đây cũng được coi như là chồng của con. Chắc là anh có chuyện gì đó lỡ bước, chưa tìm được nơi ăn chốn ở. Con muốn xin sư thầy cho anh ở lại thêm một thời gian. Đợi khi nào anh khỏe lại thì con sẽ hỏi anh kỹ lưỡng hơn. Thấy người gặp nạn á mà mình không cứu giúp á thì không phải là người của Phật. Giả lại cậu ấy á dù gì cũng có tình có nghĩa với con, thầy cũng không bắt con làm những điều mà con không muốn. Nếu không là cậu ấy mà là người khác thì thầy cũng làm vậy thôi. Con sẽ làm theo lời của thầy nói. À Lam nè, con cứ để cho cậu ấy ở phòng đó đi. Rồi chờ khi nào sức khỏe của cậu ấy bình phục á, rồi ta sẽ tính tiếp. Dạ con cảm ơn thầy. Con sẽ làm như lời thầy nói. Ờ. Anh ăn cháo đi cho nóng. Chút nữa tôi ra chợ mua cho anh ít đồ dùng. Có gì anh ăn xong rồi tắm rửa nghỉ ngơi nha. Anh cảm ơn em. Anh không ngờ lại gặp em ở nơi này. Đúng là ông trời vẫn còn thương anh. Sao anh lại ra nông nổi này? Có chuyện gì hả? Ừ, chuyện dài dòng lắm. Có chuyện gì mà phải cải trang? Anh bị bọn bị đá truy sát. Mà tại sao em lại sống ở trong chùa vậy? Sau khi ở bệnh viện chia tay với anh, tôi không biết phải đi đâu nữa. Tôi hoang mang và đau khổ không lối thoát. Thank you.
Dũng ơi, chúng ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Chỉ có cái chết mới xóa được tội lỗi mà thôi. Cú sốc quá lớn của ngày mất con đã khiến tôi nghĩ đến cái chết. Chết là hết. Nhưng rồi tôi nghĩ, tại sao phải chết? Mình phải sống, vì chết là hẹn, lối thoát không dành cho những ai tránh né sự thật. Mình phải làm lại cuộc đời. Tôi về vùng quê hẻo lánh này, tôi rất đói, nhưng tôi không muốn ăn xin. Tôi muốn đi một nơi nào đó để kiếm một việc gì làm. Nhưng do thể trạng còn yếu, vì chuyện sảy thai nên tôi đã xỉu. Cô ơi, cô ơi, có sao không cô? Cô ơi, cô sao vậy cô? Hả? Cô à, cô. Ngày đó, nếu không có sư cô cứu tôi, thì tôi đã chết rồi. Sau khi bình phục, tôi quyết định ở lại chùa, làm công quả và sám hối những tội lỗi trước kia mà mình đã gây ra. Tôi tìm được ý nghĩa của cuộc sống, đó là sự bình an, điều mà bấy lâu nay tôi không có được. Những ngày tháng trôi qua đối với tôi sống ở đây rất là thanh thản và bình yên. Em biết không, lúc em vừa đi, anh cũng đã tìm em khắp nơi rồi. Nhưng mà anh Sơn á, ảnh sao rồi? Ảnh đang ở đâu? Thằng Sơn, nó... Tại sao? Sao tự nhiên cô nhắc tới nó làm chi? Hả? Cô biết tôi còn mạng gì đây? Là may mắn lắm được không? Anh không thích á, thì tôi không hỏi nữa. Anh ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Lâm, anh nhớ em lắm. Em có biết không Lâm? Anh nhớ em lắm, em có biết không anh Lâm? Dũng. À, anh nhớ anh em Dũng lắm. À, tôi không còn là Lam của ngày xưa nữa. Xin anh giữ ý cho. Tôi xin lỗi. Lâm. Đó. Thôi tôi có rồi chị ơi. Tiền nè. Cái thằng này đó hả? Cái thằng mà hôm bữa chặt tay người ta đúng không? Phải đó không? Thì bữa nay đăng tin truy nã nó rồi nè. Đúng rồi. Trời ơi, nhìn cái mặt cái thằng này nó hiền rồi sao nó hạt như vậy? Trời ơi, cướp rồi sao biết được vậy? Lên tờ báo đi cô. Cái tin này hỏi nè. Chị sợ quá. Tin này là tin mới nhất á. Báo hôm nay có đăng nhiều tin sức dẻo luôn á cô. Hôm nay có đăng cái vụ cướp bé thác rồi chặt tay đó. Bây giờ làm sao để tìm đường sang Campuchia đấy? Bây giờ ở đây là không được rồi. Trước sau gì công an cũng sẽ tìm ra thôi.
Anh đọc đi. Tại sao anh giấu tôi? Anh đang là tội phạm truy nã, tại sao lại giấu tôi? Anh đang lẩn trốn công an đó. Tại sao vậy hả? Tôi nói cho cô biết, cô mà khai tôi ra ở đây thì đừng có trách. Anh muốn giết tôi hả? Anh giết tôi đi. Anh giết người không gớm tay hay sao? Anh có biết là lệnh truy nã của anh đang khắp nơi hay không? Anh định trốn tới khi nào? Anh định trốn tới bao giờ? Anh Dũng, anh ra đầu thú đi. Đầu thú là sẽ được khoan hồng đó. Cô có đi không hả? Đầu thú cái gì? Cô có biết là tôi chỉ có một mạng không? Đầu thú thì chết hả? Nhưng mà anh đã giết người. Giết người là trọng tội. Anh không thể nào trốn cả đời được. Anh không thấy ăn năn với những tội lỗi mà mình gây ra hay sao? Cô đừng có nói nữa. Tôi nói cho cô biết, thằng Vũ này chưa có muốn chết. Tôi tính rồi, tôi sẽ vượt biên sang Campuchia. Bây giờ chỉ cần cô im lặng, coi như không biết gì hết. Cô hiểu không? Anh đừng phạm sai lầm nữa. Anh dừng lại đi. Dừng lại đi anh Dũng. Sai lầm này sẽ kéo theo những sai lầm khác. Anh hãy ra trình diện với cơ quan pháp luật đi. Không, nếu muốn trách thì hãy trách ông trời kìa. Tại sao không công bằng với tôi? Nên tôi phải tự đi tìm công bằng cho mình. Tôi phải lấy tất cả của những kẻ giàu có. Tại sao vậy hả? Tại sao họ được ông trời quá ưu ái? Còn tôi thì ông tận diệt. Cha tôi chết rồi vẫn chưa đủ hay sao? Một ngày nào mà thằng Vũ nó còn sống, tôi phải trả thù. Tôi phải trả thù tất cả những người đã hại tôi, nhất là thằng Sơn, thằng bạn khốn nạn đã lừa tôi vào công an. Ba anh mất rồi, tại sao bác lại mất vậy? Cô im đi. Cô đừng có hỏi nữa được không? Cô đừng có làm tôi đi lên. Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi sẽ để mọi chuyện im ắng một thời gian. Sau đó tôi trốn vào Campuchia, coi như không liên quan gì đến cô. Cô không cần lo gì hết. Nhưng cô nên nhớ, cô cũng đã từng tham gia với tôi rất nhiều vụ án. Cô đừng tưởng trốn trong chùa là yên thân. Cô hiểu không? Hả? Hiểu không? Cô cũng đang là tội phạm đứng trốn á. Tôi có gì thì cô cũng không biết đâu. Cô nên nhớ, cô cũng đã từng tham gia với tôi rất nhiều vụ án. Cô đừng có tưởng là cô trốn ở trong chùa thì sẽ được yên thân. Trở thành một con người máu lạnh như vậy. Có chuyện gì mà con ngồi đây trong giờ nghỉ vậy? Dạ con chào sư thầy. Dạ con còn ngồi đi. Dạ. Có
Có chuyện gì mà nhìn con suy tư vậy? Từ ngày con gặp lại cậu Vũ, thầy thấy con luôn suy tư phiền muộn. Nếu trong lòng con có uẩn khúc thì con cứ nói. Con nói ra biết đâu có cách giải quyết. Đừng để trong lòng sẽ làm cho con nặng nề hơn, không giải quyết được gì đâu. Dạ thưa sư thầy, có rất nhiều chuyện con nghĩ không thông. Trên đời này có rất nhiều chuyện xảy ra mà con chưa biết phải làm sao. Và nếu con cứ nhắm mắt coi như không có chuyện gì xảy ra, để cho người ta một cơ hội làm lại từ đầu, thì liệu có được không thầy? Con đã theo cửa Phật thì con phải nhớ một điều là biết là biết, không là không. Nếu con nhắm mắt làm ngơ để cho người ta một cơ hội, còn người khác, thì con lại lấy đi một cơ hội khác của họ rồi. Như vậy, con làm cho biết thành không và không thành biết. Thầy hỏi ngược lại con, liệu con làm như vậy là đúng hay sai? Dạ, con đau lòng lắm. Con không biết mình phải làm gì. Con còn chưa trả được ơn cứu mạng của người ta. Cái ơn có nhiều hàm nghĩa lắm. Con đừng nghĩ người ta cho con là làm ơn mắt quáng. Cái ơn là cái mà con ban cho họ để biết ơn rằng con đang giúp họ. Nhưng đôi khi họ không biết rằng con đang giúp họ. Âu đó cũng là một cái duyên mà con còn mắc nợ, mà con còn phải trả. Con cứ nghĩ kỹ lời của thầy nói, con làm những gì mà bản thân mình cho là đúng. Bởi cuộc sống khôn lường, có người này thì ắt có người kia, có người thiện thì ắt có kẻ ác. Khi con ở ranh giới của hai người đó, con sẽ thấy rất mong manh. Nếu con vẫn cứ làm ngơ như con nói, thì con đã vô tình đi ngang qua ranh giới đó. Và khi đó, con có tự hỏi mình sẽ là ai giữa ranh giới đó không? Chào đồng chí. Tình trạng sức khỏe của phạm nhân Dương Văn Năm sao rồi? Phạm nhân Dương Văn Năm bị nhồi máu cơ tim và hiện tại bị ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. Qua báo cáo xét nghiệm của hội đồng y khoa thì phạm nhân Dương Văn Năm đã bị liệt tứ chi và có khả năng sống một đời sống thực vật vĩnh viễn. Cấp trên biết chuyện này chưa? Tôi đã báo cáo lên cấp trên rồi và hiện tại đang chờ quyết định. Bởi vì đây là một trường hợp hết sức đặc biệt. Sắp tới nếu mở phiên tòa xét xử, không biết lúc đó ông ra sao. Thật ra chết còn thanh thản hơn là sống một cuộc sống như vậy nữa. Anh Vũ. Lâm à, anh xin lỗi về cái chuyện hôm qua nha. Anh nóng quá không có kiểm soát được. Không có chuyện gì đâu, bỏ đi. Em có mua bánh mì cho anh nè. Bánh mì hả? Mấy ngày nay em thấy anh ăn chay không quen, nên mua bánh mì chả lụa cho anh đó. Cảm ơn em nha. Bánh mì ngon quá. Chắc anh thèm cà phê lắm phải không? Cà phê hả? Cà phê cũng ngon nữa. Lâm à, em có thuốc lá không? Anh đang ở chùa mà. Tại vì anh thèm thuốc mấy ngày nay. Giá như thời gian quay trở lại. Nếu như thời gian có quay trở lại á, thì anh sẽ làm gì? Anh muốn được sống bên em, ở cù lao quê anh. Quê anh có dòng sông đẹp lắm,
cuộc sống rất là yên bình. Và còn điều quan trọng nhất là anh muốn ba anh được sống lại. Tại anh mà ba anh mới mất, cũng là lỗi tại anh. Là do anh mà ba anh mới mất. Anh mất hiếu quá em à. Anh mất hiếu quá Lâm ơi. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Anh ăn xong uống cà phê, tới giờ phải vô chánh điện rồi. Trời Phật ơi, xin hãy tha lỗi cho con. Con cảm ơn nơi này đã bao bọc và che chở cho con trong thời gian qua. Con là một tội phạm. Anh thèm cà phê lắm phải không? Cà phê hả? Tại sao? Tại sao? Thả tôi ra! 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 Tôi muốn gặp Lam! Lam! Một thứ độc ác!
Tao sẽ giết mày. Tao. Tao. Ở tôi ra đi. Anh Trần Văn Vũ, im lặng. Làm gì đó? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu em mà. Tại sao em lại gạt tôi? Hận cái. Tôi hận cái mình chết lắm à. Bình tĩnh đi. Anh Vũ, anh nói đúng. Sống trong chùa không thể nào xóa sạch hết những tội lỗi mình đã gây ra, nên em đi tự thú. Em mệt mỏi với cuộc sống này quá rồi, em không muốn trốn chạy nữa. Em muốn được cơ quan pháp luật trừng trị những tội lỗi mà mình đã gây ra. Anh Vũ, tới bây giờ anh chưa giác ngộ ra với những điều mình đã làm hay sao? Với những tội ác mà anh đã gây ra hay sao?